Hi, xin chào mọi người. Trong video này mình muốn phân tích một cái stock mà mình đang có ở trên cái portfolio của mình ở Robinhood đó. Thì với cái stock này mình đã mua cách đây khoảng 4-5 tháng rồi với mức giá là khoảng 29 đồng, gần 30 đồng cách đây khoảng 4-5 tháng gì đó. Và trong suốt thời gian vừa rồi nó cũng đã đi xuống rất là nhiều và mình cũng đã pick up thêm khoảng 5-10 share khi mà nó xuống khoảng 5-7% gì đó. Mình nhảy vào mình mua lúc 5 share, 10 share. Và đến bây giờ vào lúc này mình nghĩ đây là một cái thời điểm có thể nói rất là tốt để mà có thể mua thêm xe cũ các stock này. Và nếu bạn nào chưa có các stock này cũng có thể tham khảo cái video của mình và có thể mua cái stock này vào nếu mà các bạn thích, tại vì đây là một trong những cái stock có cái dividend yield cũng rất là ok. Và cái stock này là một cái REIT nha mọi người, một cái Real Estate Investment Trust, có nghĩa là những cái công ty này nó có những cái property, nó có những cái bất động sản và nó cho người ta thuê, sau đó nó lấy được cái phần tiền rent về. Và nó với những cái công ty về real estate này thì nó sẽ trả tiền dividend ra cho mọi người là khoảng từ 80-90% cái số tiền rent mà nó thu được nó sẽ trả lại cho mọi người. Và vào lúc này thì cái stock này có cái mức dividend yield là khoảng 5%. Thì nếu mọi người giữ cái stock này, mua và giữ cho cái stock này trong vòng 1 năm thì các bạn sẽ nhận được khoảng 5% từ tổng số tiền các bạn bỏ vào trong đầu tư vào trong cái stock này. Chưa biết là cái stock đó nó lên xuống như thế nào mỗi năm thì chắc chắn là các bạn sẽ nhận được khoảng 5% từ cái stock này. Ví dụ như các bạn bỏ vào 10.000 đồng để mà đầu tư vào trong cái stock này thì nó sẽ trả ra cho mọi người là khoảng 500 đồng mỗi năm từ việc là giữ cái stock này thôi. Không biết là cái stock đó nó lên xuống như thế nào, nhưng mà nếu các bạn cứ tiếp tục giữ nó thì nó sẽ vẫn trả ra cho mọi người. 3 tháng nó sẽ chia ra và trả cho mọi người một lần. Đó chính là cái VC Property. Thì với cái stock này mình đã mua cách đây khoảng 4-5 tháng gì đó, mình nhớ không lầm thì mình mua vào tháng 7, tháng 8 gì đó, ngày 10 tháng 8 này. Mình mua với mức giá là 29 đồng 90 mấy cent, khoảng 15 share này. Và đến bây giờ mình đã có khoảng 35 share từ cái stock VC Property này rồi. Thì với cái stock này trong thời gian vừa rồi nó rớt xuống cũng rất là nhiều, cho nên là mình đã cố gắng pick up thêm một lúc khoảng 5 share, 10 share gì đó. Cách đây 1-2 tuần thì mình cũng mua thêm 10 share. Ngày hôm nay các bạn cũng thấy là nó cũng lên rất là nhiều này, khoảng hơn 1%, gần 2% rồi. Nhưng các bạn nhìn vào cái chart của nó trong vòng 1 tháng vừa rồi thì nó vẫn còn đi xuống khoảng hơn 3%, gần 4%. Hơn 3 tháng vừa rồi thì nó xuống khoảng 10%. Và trong vòng 1 năm vừa rồi nó đã lên được khoảng 11, gần 12%. Các bạn thấy là từ cái đỉnh cao nhất của nó là khoảng 33 đồng mấy, bây giờ chỉ còn 28 đồng thôi. Đó là lý do tại sao mình muốn phân tích cái stock này trong ngày hôm nay, để nếu bạn nào muốn và thích cái stock này có thể suy nghĩ và làm thêm research một xíu nào đó. Video của mình chỉ để cho mọi người tham khảo thôi. Mình đã có cái stock này rồi, còn nếu mọi người thích thì các bạn có thể bắt đầu một cái position vào lúc này, hoặc các bạn có rồi thì có thể mua thêm, đó là quyền của mọi người thôi. Nhưng mà mình nghĩ vào lúc này VC Property là một trong những cái stock mà undervalue, mọi người có thể nói là rẻ vào lúc này. Lý do mà nó rớt trong những tuần vừa rồi, trong những tháng vừa rồi, đầu tiên đó là các bạn biết rồi, cái Covid này, Covid chủng mới này cũng làm cho cái stock này trong vòng hơn một tuần và một tháng rồi cũng rất là nhiều. Thêm nữa đó là nó đang close rất là nhiều cái deal, nó đang cố gắng để mà đóng rất là nhiều cái deal về mua những cái property khác của những công ty khác. Đây cũng là một trong những cái lý do làm cho cái stock này chậm lại rất là nhiều trong thời gian này. Có một điều quan trọng đó là công ty VC Property này, cái gì có thể nói là cái gì nó thiếu thì mình không có biết, nhưng mà tiền thì nó không có thiếu rồi. Vừa rồi nó vừa raise thêm, nó vừa bán thêm stock với giá là 29 đồng, gần 30 đồng một share, để mà huy động vốn thêm được khoảng hơn 3 chấm mấy tỷ đô la để mà tiếp tục mua thêm những cái bất động sản khác, sau đó nó cho thuê. Với cái công ty VC Property này thì nếu mọi người không biết, nó là một trong những cái công ty cực kỳ lớn về real estate. Nó có rất nhiều bất động sản, có rất nhiều khu vui chơi giải trí, đặc biệt là những cái casino. Nó có khoảng hơn 27 cái khu vui chơi giải trí, đặc biệt là những cái cờ bạc casino đó. Trong đó có hơn 34% là nó nằm ở Las Vegas này. Và đặc biệt là những cái tenant của nó, những người mà mướn những cái property của VC, là những cái công ty cực kỳ lớn và nó đã có bề dày phát triển rất là nhiều, cho nên là cái độ rủi ro của những công ty này khi mà nó không có đủ tiền để mà trả tiền rent cũng rất là thấp. Và chắc chắn là mọi người cũng đã nghe đến những cái công ty lớn này rồi, ví dụ như Hard Rock, ví dụ như là Penn hay là Jack Entertainment. Những cái công ty này nó đã có bề dày về phát triển cái lĩnh vực casino của nó rất là nhiều rồi. Và không chỉ là về casino mà VC Property nó cũng own rất là nhiều property, rất nhiều bất động sản về những cái khu chơi golf.
Cho nên với VC Property, cái portfolio của công ty này nó khác rất nhiều so với những cái công ty real estate khác. Ví dụ như một cái real estate khác mà mình đang giữ trong cái portfolio này, đó là Realty Income. Thì trong cái công ty Realty Income nó có rất nhiều bất động sản về retail, về những cái strip mall mà nó để cho người ta thuê, người ta mướn, sau đó lấy tiền rent từ những cái strip mall, từ những cái building này. Nhưng với VC Property thì nó cho thuê những cái khu vui chơi giải trí lớn, những cái khu luxury hơn. Và đặc biệt là nó chiếm một cái phần rất lớn ở bên Las Vegas, những cái sòng bài bên đó. Thì các bạn cũng biết rồi, năm ngoái khi mà 2020, khi mà Covid xảy ra thì những cái property này nó gặp rất là nhiều khó khăn. Những cái công ty về casino, khách sạn, hotel gặp rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà đến năm nay thì các bạn cũng thấy rồi, khi mà mình đọc báo cáo tài chính của quý 3 quý vừa rồi thì mình thấy là cái doanh thu của nó cũng đã tăng lên khoảng 10%. Nhưng cũng chính vì cái virus này làm cho nhiều người, người ta sợ, người ta bán những cái stock về opening. Các bạn cũng thấy là trong thời gian rồi, khoảng 2-3 tháng vừa rồi, tất cả những cái stock về airline này, cruise line này, những cái stock về hotel này cũng bị rớt rất là nhiều. Và những cái real estate cũng là những cái stock bị ảnh hưởng rất mạnh vì cái virus này. Khi mà cái tin về chủng mới của coronavirus ra thì những cái stock này cũng rớt rất là nhiều, không có thua gì những hãng máy bay hay là những cái hotel hay là những cái cruise line hết. Nhưng mà với VC Property thì cái độ an toàn của nó cao hơn. Đó là lý do tại sao nó không có rớt nhiều như là airline hay là cruise line. Các bạn thấy là airline và cruise line trong vòng khoảng 1-2 tháng vừa rồi nó rớt khoảng 20-30%, rất là khủng khiếp. Nhưng mà VC Property trong vòng 3 tháng vừa rồi nó rớt khoảng 10% thôi. Và đặc biệt là với VC Property thì nếu cái stock này đi xuống, giá của nó đi xuống thì cái dividend yield nó lại tăng lên. Cho nên là khi mình mua nó với giá thấp thì sau này mình sẽ được lợi rất là nhiều. Hiện tại bây giờ với cái mức giá là 28 đồng này thì cái dividend yield của VC Property là khoảng 5.1%, có nghĩa là mỗi năm nó sẽ trả ra khoảng 1.44 đồng. Và cái PR ratio của nó cũng có thể nói rất là thấp compare với những, so sánh với những cái real estate investment trust khác, chỉ là 80% thôi, và nó có cái mức tăng dividend yield là khoảng 3 năm rồi. Đặc biệt là cái mức tăng hàng năm của nó, tại vì bây giờ cái stock này chỉ có trả dividend ra trong vòng 3 năm vừa rồi thôi, cho nên là các bạn không thấy được là cái 5 year growth rate của nó, có nghĩa là cái mức tăng trong vòng 5 năm vừa rồi của nó các bạn không thấy được. Nhưng mà khi các bạn đọc một cái báo cáo tài chính của nó vào quý vừa rồi thì nó đã tăng cái tiền dividend lên là khoảng 9% so với là năm ngoái. Thì nói đơn giản là như thế nào, nghĩa là năm ngoái cái stock này nó trả ra cho mọi người khoảng 10 đồng từ cái tiền dividend của nó, thì năm nay nó trả thành là gần 11 đồng rồi, là khoảng 10 đồng 90 cent rồi. Có nghĩa là mỗi năm nó sẽ tăng cái số tiền nó trả ra cho mọi người thêm. Và đây là một điều cực kỳ quan trọng khi mà các bạn chọn một cái stock trả tiền dividend. Cần phải chú ý đến là cái mức tăng dividend yield của nó. Tuy là cái stock nó không có lên nhưng mà dividend thì nó vẫn tăng lên. Năm này nó trả cho mọi người 1 đồng, năm sau nó trả 1 đồng 2, năm sau nữa nó trả 1 đồng 3. 10 năm sau, 20 năm sau nó sẽ trả cho mọi người gấp đôi cái số tiền mà các bạn nhận được cách đây 5 và 7 năm trước. Và như mình đã nói với mọi người thì với cái VC Property này trong suốt thời gian rồi nó cũng đã rớt rất là nhiều. Và mình cũng đã tranh thủ cái cơ hội này, mình pick up một lúc khoảng 5-10 xe gì đó. Và vào lúc này thì mình đã có khoảng 35 xe của các stock này đầu tư vào khoảng 1.000 đồng vào trong cái VC Property này. Thì với 1.000 đồng đầu tư vào trong này, mình nghĩ là một năm mình sẽ kiếm khoảng 50 đồng từ cái stock này. Chưa biết nó lên hay xuống, mình sẽ vẫn nhận được 50 đồng dividend từ cái stock VC Property này. Lúc trước thì mình pick up khoảng 5 xe vào mức giá là khoảng 28 đồng này, 28 đồng 80, mình cũng nhận được 5 đồng dividend. Mọi người cũng thấy rồi, từ 15 xe thôi, nhưng bây giờ mình đã có 35 xe rồi. Thì tới đây mình sẽ nhận được nhiều tiền dividend hơn, tại vì mình đã có nhiều xe hơn. Thứ hai nữa đó là mình cũng mua thêm 5 xe với giá là 27 đồng 69 cent. Cách đây cũng khoảng 1-2 tuần, và thêm một lần nữa mình mua thêm 10 xe với mức giá là 27 đồng 55 cent. Thì trong suốt thời gian rồi khi mà nó xuống thì mình đã cố gắng pick up thêm một lúc 5 xe, 10 xe khi mà mình có tiền dư. Các bạn thấy rồi, 3 tháng rồi nó xuống 8%, thì nếu bạn nào mua nó vào lúc này thì chắc chắn là sẽ lợi hơn mình rất là nhiều rồi. Hiện tại bây giờ cũng không có lỗ bao nhiêu, tại vì mình nghĩ là trong tuần vừa rồi nó cũng lên rất là ok, khoảng gần 7% trong tuần vừa rồi. Thì tuần vừa rồi sau khi mà bị sell off vào tuần trước đó thì những cái stock về airline, cruise line, khách sạn và real estate cũng đã lên lại, recover lại rất nhanh. Nếu mà mình có thêm tiền dư thì mình sẽ cố gắng để mà bỏ vào mua thêm VC Property. Tại vì mình nghĩ là tương lai của VC Property này, sau khi những cái khó khăn của nó đi qua, ví dụ như cái coronavirus chủng mới này đi qua và những cái deal của nó close xong những cái deal này, thì khi đó cái stock này có thể bắt đầu bứt phá và đi lên.
Mình nghĩ là cái price target của mình với cái VC Pop thì trong vòng 1 năm tới là khoảng từ 20 đến 35%, thì có nghĩa là khoảng 1 năm sau thì giá của cái stock này có thể là nó sẽ khoảng 35 hoặc là hơn 35, gần 40 đồng. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với mọi người trong video ngày hôm nay. Nếu các bạn thích cái stock này có thể tham khảo thêm và tìm hiểu thêm một chút xíu trước khi mà mua vào. Chỉ video này chỉ là mang tính chất tham khảo cho mọi người có thể xem cho vui thôi. Thank you mọi người đã theo dõi video của mình.